Cái thứ bảy là tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực, tức là mình có cái trí lực biết tất cả tất cả cái chỗ đến chỗ đến của người tu. Cái thứ tám tri túc mạng vô lậu trí lực, tức được cái trí lực, được trí tuệ, được cái túc mạng vô lậu. Cái thứ chín là tri thiện thiên nhãn vô ngại trí lực, tức là được thiên nhãn. Thứ mười là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Cái này là cái khó nhất đó. Tức là biết được, có cái trí lực biết được tập khí mà dứt hết, không còn tí nào hết. Mà bây giờ biết gì, biết tập khí chưa biết nổi, không biết nó tích lũy thở nào là mình chưa dám biết. Tới cái thứ mười này nè, biết hết. Rồi tới bát giải thoát thì mấy thứ này thì ngồi kể mất thời gian quá, thôi để đó quý vị tra biết. Thì như vậy để thấy rằng cái chỗ tu hành của chúng ta, nếu mà chúng ta tu được đến cái chỗ chân thật thì mọi cái công năng, mọi cái diệu dụng nó theo đó mà hiển bày, chứ không mong cầu, không muốn được, chỉ là dẹp hết tất cả những niệm, những nghĩ, những phân biệt kia đây, vân vân, thì sẽ được những thứ này. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, quý vị nhìn kỹ lại, nó có phải là chúng ta ngu khờ bỏ tất cả cái của thế gian hưởng rồi đi tới chỗ vô nghĩa vô lý, phải không? Bởi vì chúng ta thấy rõ tất cả cái hưởng của thế gian là cái hưởng tạm bợ, được rồi mất, được rồi mất, không có cái gì là trường tồn. Còn đây là cái chỗ tột cùng siêu thoát. Khi chúng ta đến đó được thì mọi thứ đều an lành. Nên đây mới nói tiếp, vào môn bất nhị được lý nhất thừa. Như vậy là chúng ta bước vào cửa bất nhị, cửa không hai, không còn mắc kẹt hai bên nữa, được lý nhất thừa, tức là không còn có hai bên. Bởi vì chúng ta tu mà muốn đạt được chỗ cứu kính chân thật thì phải bước vào cái cửa bất nhị. Cho nên ở chùa phần nhiều cái cổng hay được để bất nhị môn, phải không? Bất nhị là cửa không hai. Cửa không hai mà nếu mà vô khỏi cửa mà ai chọc cái la om sòm, chửi bới om sòm, hai ba. Bởi vì cửa thì cửa không hai, mà con mắt mình nó hai, cho nên lỗ tai cũng hai luôn. Vì vậy mà nghe thấy đều mắc kẹt ở hai bên, mà hai bên thì nó không còn có giá trị nữa. Làm sao mà chúng ta ở nội tâm cũng như ở sáu căn lúc nào cũng không vướng phải hai bên, tất cả cái đối đãi chúng ta buông sạch, thì đó là vào cửa bất nhị. Mà được vào cửa bất nhị tức là được lý nhất thừa. Diệu trong cái diệu, tức diệu pháp thân, trời ở trong trời là tuệ kim cang. Đây là dùng những từ ngữ theo thuở xưa. Nếu mà mình được cái nhiệm màu trong cái nhiệm màu thì đó là cái nhiệm màu của pháp thân. Pháp thân là cái nhiệm màu nhất, vi diệu nhất. Trời ở trong trời là tuệ kim cang. Nghe, hồi xưa cho trời là trên hết, mà này ở trong cái trên hết đó nữa. Không nói trên trời mà ở trong trời. Mà ở trong trời đó là trí tuệ kim cang. Như vậy thì chúng ta khi tới được cửa bất nhị, khi đạt được cái lý nhất thừa
thì đó là chúng ta diệu. Trong cái diệu tức là sống được với pháp thân, tức là chúng ta ở trong cõi trời, là trí tuệ kim cang. Lặng lẽ thường lặng, ứng dụng không cùng, dụng mà thường không, không mà thường dụng. Nghĩa là đến khi đó tâm nó lặng lẽ, luôn luôn là lặng lẽ, tuy lặng lẽ mà ứng dụng không cùng. Cái dụng mà thường không, làm tất cả mà không vướng không mắc, không chấp mê, nên làm mà không thấy mình làm. Cho nên dụng mà thường không, không mà thường dụng, tuy thấy như không mà làm tất cả. Cho nên quý vị mới thấy Bồ Tát độ chúng sinh không có biết mệt mỏi, làm tất cả mà không có thấy mình làm, làm tất cả mà không nghĩ tới cái người kia mang ơn không mang ơn, do đó mà làm hoài không có cái chỗ chán. Còn chúng ta làm cái gì mà còn đặt kia đây mình người, thì làm nó có giới hạn. Dụng mà chẳng có tức là chân không, không mà chẳng không liền thành diệu hữu đó. Như vậy chân không là cái gì? Là mình làm tất cả mà không vướng mắc, không dính kẹt. Không vướng mắc, không dính kẹt, đó là chân không. Như vậy quý vị nhìn kỹ lại, chúng ta ở trong chúng một chút, nếu kêu đi làm công tác gì thì nghĩ công tác bữa nay làm cái đó nặng hơn cái kia, rồi việc mình làm nặng hơn việc của huynh nọ, thì như vậy hơi chán, không thích. Có nhiều cũng hơi, nhiều khi cự nữ tri sự nữa đó, tại sao bắt tôi làm việc nặng hơn người kia, vân vân. Như vậy là chúng ta quen dụng, nó có dụng chứ nó không phải không dụng. Cái này dụng mà chẳng có, làm tất cả mà không có thấy mình làm gì hết, vui tươi, dầu sai làm việc nặng, làm việc khó làm, mình cũng làm hết trơn mà không có thấy có nặng, có nhẹ, có hơn, có kém. Thì tức là mình làm tất cả mà ở trong cái chân không, không có vướng, không có mắc. Không mà chẳng không, cái chân không nó không mà chẳng phải không, liền thành diệu hữu đó. Nói chỗ chân không đó không phải là cái chỗ rỗng không, mà nó lại có hiện ra diệu hữu. Thì ở chỗ này nếu mà chúng ta có tu chút chút sẽ thấy rất là rõ ràng. Như hiện giờ chúng ta ngồi thiền, khi ngồi thiền là mình có cái công dụng buông hết, bỏ hết, phải không? Buông hết, bỏ hết, thì lúc đó lẽ ra mình ngu lắm. Vậy mà có vấn đề gì, ví dụ như người đi giảng đương ngồi thiền, tâm mình nó yên, không có nghĩ nhớ gì hết, bất thần nhớ mang giảng đề tài gì, cái tự nhiên nó có cái đề tài sáng ra, thì lúc đó dại hay ngu? Hay là khôn? Dại ngu hay là khôn? Thấy như khờ không biết gì hết, mà rồi cái nó có cái ứng dụng. Nên tôi giờ tôi có cái tật là làm biếng đọc sách, cũng làm biếng soạn bài nữa. Anh nên đi giảng, mai giảng mà bữa nay không biết nói cái gì đây thì kệ mặt. Rồi sau khuya ngồi bất thần nhớ, ủa nói gì đây, rồi tự nó soạn cho mình. Thành ra như vậy thì biết rằng nó không phải hay, nó còn mất thì giờ tu của mình. Nhưng mà thấy nó sáng, cái sáng mình thấy rõ, trong cái yên tĩnh nó sẽ có cái sáng. Như mình khờ mà rồi lại sáng. Còn mình đọc cái sách này cái kia riết, mình ghi ra đau cái đầu, mà tới chừng giảng 10 phần còn có 7 chứ không đủ. Còn tệ hơn nữa, 10 phần còn có 5 thôi. Ghi thì nhiều mà tới chừng nói nó sót hết à.
Còn mình bây giờ không cần ghi gì hết á, cứ ngồi đó rồi sao nó tỉnh, nó nhớ chừng dứt vài vấn đề gì thì ra nói, thì cứ nói thôi, không cần phải ghi ở đâu. Riết rồi tôi ngồi tôi nói chơi chơi vậy thôi, không cần phải có soạn bài soạn vở gì hết. Thì như vậy mới thấy rằng cái chỗ này mình thấy rằng không mà chẳng không, liền thành diệu hữu. Đó, nó có những cái nhiệm màu mà mình không ngờ, mình không biết được. Cho nên đừng có ngỡ rằng mình tu mình buông hết rồi mình ngu khờ không biết gì. Mà chính cái đó nó mới hiện ra những cái chân thật của chính mình. Đó, diệu hữu tức là ma ha bát nhã, chân không tức thanh tịnh niết bàn. Diệu hữu là cái gì? Diệu hữu tức là cái trí tuệ bát nhã cứu kính đó. Còn chân không tức là cái gì? Tức là cái niết bàn thanh tịnh. Đây giải cho mình hiểu. Chứ nhiều khi nó diệu hữu, không biết cái gì là diệu hữu. Diệu hữu là cái trí tuệ cứu kính. Lúc mình không đó thì dường như là không có gì, nhưng mà không không nó còn có cái diệu hữu, tức là còn có trí tuệ bát nhã. Rồi cái chân không, cái chân không là cái gì? Đó là chỗ thanh tịnh niết bàn. Cho nên mình tu mình biết rõ, khi tâm mình nó được lóng lặng thì đừng ngờ rằng cái lóng lặng đó là để cho mình vô tri vô giác, mà cái lóng lặng đó là để cho nó sáng lên, thấu triệt được các pháp. Đó là trí tuệ bát nhã. Còn khi mình trong lòng rỗng lặng, không có một niệm gì, lúc đó gọi là chân không. Nghĩa chân không đó là cái gì? Tức là cái thanh tịnh niết bàn đó. Trong kinh nói đạt được niết bàn, mình mê quá mà bây giờ tâm mình á không có một mãi niệm nào, thì đó là chân không. Mà chân không đó là niết bàn ngay trong tâm mình, chứ không đâu xa hết. Chứ lâu nay tu có nhiều người ngỡ rằng mình tu cho tới chết cái mình vào niết bàn, phải không? Như vậy niết bàn ở đâu? Ngoài mình, chứ không phải ở sẵn ở đây. Nhưng mà đây thực tình niết bàn là cái sẵn ở mình. Nếu tâm mình được chân không, tức là không một niệm, không một nghĩ suy, không có tất cả những cái giấy động, thì đó là chân không. Vì nó cái không chân thật, mà cái không chân thật đó tức là cái thanh tịnh niết bàn, chứ không gì lạ. Bát nhã là nhân niết bàn, niết bàn là quả bát nhã. Cái này quý vị nghe thật kỹ rồi mới thấy cái ý nghĩa của sự tu. Tại sao bát nhã là nhân niết bàn, niết bàn là quả bát nhã? Đó là những cái câu mà chúng ta phải đặt ra. Bây giờ thử chúng ta dùng cái trí tuệ bát nhã nhìn người, nhìn vật, nhìn tất cả xung quanh. Tất cả cái nhìn đó bằng trí tuệ bát nhã thì đó, lúc đó tâm mình sao? Thấy cái gì cũng là hư dối tạm bợ, không có cái gì thiệt hết. Mà thấy hư dối tạm bợ thì tâm mình có dính, có nghĩ, có tưởng gì không? Mà nếu tâm không dính, không nghĩ tưởng thì đó là nhân của niết bàn. Niết bàn. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rõ tại sao lục tổ ngộ từ kinh Kim Cang. Nó không có trụ pháp gì hết, phải không? Mà không trụ pháp gì hết thì tức là tâm yên tĩnh. Mà tâm yên tĩnh tức là xưa nay không một vật, thì đó là niết bàn. Ngay nơi từ cái bát nhã mà mình nhận ra được cái niết bàn. Cho nên bát nhã là nhân cái niết bàn, niết bàn là quả của bát nhã. Như vậy thì muốn được niết bàn thì phải biết dùng cái nhân bát nhã mà tu. Như vậy thì thấy tôi hợp lý không? Tối nào cũng bắt quý vị tụng bát nhã.
Như này, bát nhã là nhân, rồi từ bát nhã cho nên mình không có dính mắc tất cả các cái hơn thua phải quấy đối đãi, thì như vậy mình ngồi thiền mới được yên lặng. Yên lặng đó là niết bàn. Như vậy thì bát nhã là nhân, niết bàn là quả. Nó rõ ràng là như vậy. Cho nên tu Phật mà không dùng trí tuệ bát nhã thì làm sao có được niết bàn? Bát nhã không thấy mà hay thấy niết bàn, niết bàn không sanh mà hay sanh bát nhã. Mấy cái từ này thật là lạ lùng. Bát nhã không thấy mà hay thấy niết bàn. Tại sao vậy? Bát nhã là không có cái phân biệt. Phân biệt là động, là tịnh, là hơn, là thua, là phải, là quấy. Tức là không có cái niệm phân biệt hai bên. Không có niệm phân biệt hai bên. Cho nên gọi là không thấy. Mà vì không có niệm phân biệt hai bên đó mà niết bàn hiện ra, cho nên thấy niết bàn. Quý vị nghe mấy chỗ này dễ hiểu không? Dễ hả khó? Có giống đọc thần chú không? Mấy cái chỗ này thì nó quá là tuyệt vời, sâu sắc. Nếu chúng ta khéo thấy, khéo biết, bát nhã không thấy, tức là thường thường chúng ta dùng cái trí thế gian phân biệt đây là hay kia là dở, thì đó là chúng ta có thấy có biết. Bây giờ chúng ta thấy các pháp tự tánh là không, hiện tại có là giả tướng, không có thật, cho nên coi như không thấy gì hết. Mà chính đó làm cho niết bàn nó hiện ra. Nó hay thấy được niết bàn. Niết bàn không sanh mà hay sanh bát nhã. Niết bàn tức là tâm thanh tịnh, lặng lẽ, thì nó có sanh cái gì đâu. Nhưng mà chính cái thanh tịnh lặng lẽ đó mà nó sáng ra, thấy đúng như thật, đó là sanh bát nhã. Như nãy tôi thí dụ đó. Thì như vậy hai cái nó hỗ tương nhau, bát nhã và niết bàn. Niết bàn và bát nhã hỗ tương, cho nên nói niết bàn bát nhã tên khác thể đồng, tùy thể đặt tên, pháp không định tướng. Thì như vậy có khi gọi là bát nhã, có khi gọi là niết bàn. Cho nên chúng ta phải hiểu kỹ tánh không của các pháp, đó là cái nhìn của gì? Của bát nhã, phải không? Mà từ thấy các pháp tánh không, cho nên tâm không chế động, đó là được tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh đó là niết bàn. Như vậy thì thấy tánh không và tâm thanh tịnh hai cái tách rời nhau không? Nghĩa là chỉ cái trước và cái sau thôi. Nhưng mà chính khi mình tu cái tâm mình nó được an tịnh thì đó lại thấy các pháp nó đúng như thật, thì đó là bát nhã. Như vậy thì niết bàn lại sanh bát nhã. Như vậy hai cái bát nhã niết bàn hỗ tương nhau. Cho nên cái người học Phật mà muốn thấu triệt mấy cái lý này thì phải thấy đúng ra cái nền tảng của nó. Nhưng mà nói cho quý vị hiểu tường tận cái ý nghĩa chân không và tánh không. Tánh không tức là ai cũng biết các pháp tánh không, duyên hợp giả có, phải không? Như vậy là chư tổ tự đặt hay là y cứ kinh điển nào? Chư tổ tự đặt hay là y cứ kinh điển nào? Đây là một cái chân thật không rời chánh pháp. Bởi vì trong kinh Trung A Hàm tôi nhớ có đoạn Phật nói về lý nhân duyên.
thì trong đó có câu thấy được lý nhân duyên là thấy pháp, hay có chỗ khác đó, thấy được lý nhân duyên là thấy đạo hay là thấy Phật. Nhân duyên là cái nền căn bản của Phật pháp. Mà bây giờ mình thấy được lý nhân duyên là thấy pháp, là thấy đạo, trí bát nhã đi từ cái nền tảng đó, từ cái nền tảng nhân duyên, thì bây giờ hỏi bình bông này tại sao có? Đấy, nhân duyên có, phải không? Cái nhân duyên có thì giờ nhân duyên sao, cái phân tích lấy ra từng cộng cộng dòm lại còn bình bông không? Như vậy thì bình bông nguyên là không thể, không thể tức là không có cái chủ thể gì là bình bông hết á, chẳng qua là nhiều cái duyên hợp lại. Mà nhiều duyên hợp lại thì cái bình này mình gọi là bình bông là vì có bông, và cái bông đó nó không có cái gì là chủ. Và tất cả cái này quý vị nói cái gì là chủ của bình bông? Mỗi cái có cái phần riêng của nó hết trơn. Như vậy thì cái bình bông, hay là nói cái khác, tất cả bông cầm trong bình mà chúng ta gọi là bình bông là không có cái chủ thể. Mà không có chủ thể thì gọi là không có tự tánh, phải không? Cái tánh nó không có cái cố định, không có cái gì là chủ. Nếu nó có cái chủ thì mất cái đó thì nó không còn bình bông. Nhưng bây giờ cái này rút ra một bông thì cái khác cũng còn. Bây giờ chia ra hết, lượm bỏ hết thì không có bình bông. Như vậy thì bình bông không có chủ thể của nó, cho nên nói nó không có tự tánh. Bình bông không có tự tánh thì cái bàn có tự tánh không? Cái nhà có tự tánh không? Rồi mình có tự tánh không? Sao? Mấy cái kia không có chứ mình có, phải không? Nói vậy thì nó chỉ có thấy được cái phần ngoài thôi. Tới phần này cái nó dội. Nó dội vì cái ngã mình to quá, cho nên mình không dám nhận nó là không tự tánh. Như vậy thì với trí tuệ bát nhã thấy tột cùng, thấu suốt rằng tất cả pháp là không tự tánh. Cho nên thân thì phải gọi là vô ngã, còn các pháp thì không có tự tánh. Như vậy tại sao nói các pháp không có tự tánh? Vì y cứ lý nhân duyên, phải không? Y cứ lý nhân duyên cho nên thấy các pháp không tự tánh. Mà thấy các pháp không tự tánh thì tâm không dính kẹt. Mà không dính kẹt đó là cái nhân của Niết Bàn, gần không? Như vậy thì từ cái gốc lý nhân duyên đi tới thấy các pháp không tự tánh, mà thấy các pháp không tự tánh cho nên không dính kẹt, thì đó là cái nhân đưa tới Niết Bàn. Mà quý vị thấy nó là một lẽ thực. Và ở thế gian này ai không biết mọi vật đều là duyên hợp, dù dùng từ nào cũng là duyên hợp hết, chứ không có khác hơn được. Là duyên hợp thì đó là cái chân lý mà Phật đã nói. Mà từ chân lý đó thấy tạo cùng duyên hợp thì không có chủ thể, phải không? Mà không chủ thể thì nó có là tạm bỡ, là giả dối. Cho nên luôn luôn trong kinh Phật, nhất là kinh Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Nghe vậy cái mình thấy buồn. Sao mà tệ quá. Các pháp thực, cơm ăn biết no nè, bánh ăn biết ngon, cái gì cũng có thiệt hết. Mà Phật nói như mộng, như quyển, như bọt, như bóng thì nghe nó quá. Nhưng mà giữ con mắt phàm tục của mình thì thấy như vậy. Nhưng mà giờ quý vị sống tới 70-80 tuổi, thấy tất cả cái gì mình được nó đều là mộng thôi. Một phút giây nào thở khì ra cái tất cả cái được thì là bóng, nó không còn thiệt. Phật thấy tột cùng cái lý thật đó nên Ngài nói là nhân duyên. Nhân duyên thì tạm bỡ, mà tạm bỡ mà mình nói thiệt thì là mình thấy trái với lý nhân duyên, phải không? Mà thấy trái lý nhân duyên thì Phật ngộ đạo nói lý nhân duyên. Mình thấy trái lý nhân duyên là mình sao?
mình mê đạo chứ không phải ngộ đạo. Bởi vậy mình mê Phật ngộ, còn mình mê. Vì vậy mà mình cứ lăn quanh cái thiệt đó hoài, cái muốn kiếm thiệt khác, thiệt hoài đời đời kiếp kiếp trong luân hồi sinh tử. Còn giờ mình thấy rõ nó không thiệt, không thiệt thì mất cái này thì cảnh gì tìm cái khác. Thứ đồ không thiệt bỏ đi, như là bỏ nước bọt vậy đó, nhổ xuống rồi thôi, không thèm, không cần lại. Thì như vậy mới được. Thì như vậy làm gì có lần thứ hai để sinh tử. Mình sở dĩ liên tục sanh tử kiếp này sang kiếp khác, tại mình thấy mình thiệt. Còn Phật thấy rõ không thiệt. Bởi không thiệt cho nên Ngài không có kẹt, không mắc ở nó. Vì vậy mà giải thoát sinh tử. Thì trọng tâm đạo Phật là giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì thấy đúng như thật, đừng lầm lẫn. Đó là trí tuệ bát nhã. Còn lầm lẫn thì cái trí tuệ thế gian chứ chưa phải bát nhã. Như vậy thì quý vị thấy cái nền tảng của bát nhã là từ lý nhân duyên. Lý nhân duyên là cái thấy thực của Phật. Cho nên tất cả cái pháp của Phật nói rất nhiều, nhưng mà trong đó người ta thấy kỳ đặc nhất là lý nhân duyên. Chứ còn nói nhân, nói quả này kia thế gian nó cũng biết. Mà chỉ có lý nhân duyên đó là hồi xưa thì chưa phát minh. Nhưng bây giờ trong ngành nghề nào của khoa học cũng đều thấy nhân duyên hết. Phải không? Thì tất cả đều là nhiều thứ hợp lại. Bởi biết nhiều thứ hợp lại cái kiếm cái gì đó, nó phá cái tan hết. Thì như vậy thì hợp được thì nó làm tan được. Thì rốt cuộc rồi cái đó là cái tạm bỡ. Mà mình nào có thấy đâu. Mình cứ tưởng nó thật. Thành đó là cái si mê của mình. Chúng ta si mê mà không tưởng mình si mê. Si mê mà không tưởng mình si mê, mà lại tưởng mình là gì? Tưởng mình thông minh, mình trí tuệ. Đó, bởi vậy nên ai nói đồ si mê cái giận thôi là giận. Thấy không? Si mê mà không tưởng mình si mê, không chấp nhận mình si mê, đó là đại si mê. Phải không? Chứ không phải tiểu si mê. Si mê mà biết mình si mê đó còn khả dĩ, tha thứ được. Si mê mà không biết si mê thì thôi, vô cùng, vô tận, không làm sao cứu. Đó là cái điều mà nó hết sức quan trọng. Cho nên học, hiểu được những cái lời giải này, chúng ta thấy đây là con đường đi thẳng, rất là thẳng. Vì vậy mà ở trên nó có cái tên là Bát Nhã Đốn Ngộ đó. Từ Bát Nhã mà thấy tổng cùng thì mới dễ bước qua cái chân như. Từ cái tánh không các pháp thì qua chân như rất là dễ. Còn mình không có cái tánh không đó, như bây giờ dạy quý vị ngồi thiền, ngồi là buông vọng tưởng. Mà vọng tưởng là cái gì? Nghĩ chuyện phải, chuyện quấy, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện được, chuyện mất, chuyện khôn, chuyện dại của thế gian đó, phải không? Nó thành vọng tưởng. Mà bây giờ cứ nghĩ được mất hơn thua đó là thiệt thì biết bỏ nổi không? Bỏ này nó trôi.